Hello anh em, thì bữa nay mình sẽ tiếp tục với một cái series là đam mê khám phá chế tạo, sáng tạo xong rồi đem đi dục. Thì chuyên mục ngày hôm nay là mình sẽ nghiên cứu ra một cái mà trong đời của mình mới chỉ tưởng tượng thôi, mà hôm nay mình sẽ làm thực tế cho anh em xem luôn. Thì không biết là cái này có ai làm chưa, nhưng mà tôi không biết nha, tại vì chưa thấy ai làm, nhưng mà không biết là có người làm chưa thôi. Để mất công rồi mình nói mình làm trước nữa rồi người ta bắt lỗi mình. Bây giờ mình nói cho anh em nghe luôn. Thì bình thường anh em thấy nè, một chiếc xe nó sẽ có một cái bình xăng con, nhưng mà công nghệ Thái Lan bây giờ á là người ta tới hai bình xăng hoặc là hai kim phun rồi, hai họng xăng rồi gì á. Mấy tin mấy xe FI á là người ta hai họng xăng rồi, mấy chiếc xăng cơ là người ta làm tới hai bình xăng con này kia các kiểu á. Thì ở Việt Nam thì tôi chưa thấy ai làm, nên tâm ra là bữa nay mình làm thử rồi mình coi cảm giác nó chạy sao mà anh em. Bình thường xe mình có một bình xăng con như vậy thì chắc là anh em cũng biết rồi, nếu mà anh em chạy xe thì không sao lạ gì với bình xăng con à. Thì giờ mình dư bông mai quá, Tết đến xuân về rồi thì làm gì cho vui, treo bông mai lên cho nó đẹp. Bữa nay tôi sẽ khám phá mà tôi sẽ chế ra hai cái bình xăng bông mai chạy cho một cái cục máy. What the hell? Giữ rồi đó. Phải giữ chứ, không giữ là mất hai cái bình xăng luôn á. Thì dụng cụ của Tú chuẩn bị như thế này thôi. Thí dụ như mà anh em nào mà có đam mê khám phá giống Tú á, muốn làm thử trải nghiệm á, thì anh em chuẩn bị cho Tú một cái tê ống nước chịu nhiệt nha. Phải nói sai máy nữa chứ. 42. Đó, đặng mình lắp vô vậy nè. Đó, vừa luôn thấy không. Vậy, xong rồi cái này cũng vậy. Anh em cắt ra khúc khúc vậy nè, đặng anh em nói mình xăng con cho á, chùi bụi cái, để nó hút cái bụi vô cái máy chạy nó mát. Ba cái giới thiệu cho anh em xem. Còn cái này là cái coi bình xăng nè, cái coi bình xăng vô trong máy ha, mình sẽ gắn vô như vậy, nó hơi bót nhưng mà nó sẽ kín. Hai bình xăng con mình sẽ để đây, và mình sẽ bắt hai cọng di ga, hai ống xăng. Nói sơ chắc anh em cũng hình dung rồi được rồi, nó là như vậy này nha. Bây giờ mình sẽ test thực tế trên chiếc xe của mình cho anh em xem luôn. Chim thấy nó hao xăng rồi đó, mà không biết nó nổ hay không nữa chứ, đúng không? Tại vì nào giờ chưa thấy ai làm. Có bên Thái người ta làm rồi, Việt Nam thì chúng chưa thấy ai làm hết. Bữa tôi tính là bắt cho cái ống này nè nó dài ra theo cái kiểu như mà cái anh gì bên Thái á, cái kiểu như là mình bị trùng á, mình bị trùng cái content, nên năm ra mình phải làm khác tiếp, mình làm hai bình xăng. Anh bên Thái làm có một bình thôi, anh làm có một bình nhưng mà anh làm cái ống này nè dài ra kiểu như là cái này vô trong cái máy, còn cái bình xăng anh để tút trời vậy nè. Nó cũng có tác dụng nha anh em, khi mà anh em đi ngập nước này kia, thí dụ mà nó hở lên tới đây đúng không, là anh em chạy nước ngập tới đây anh em vẫn chạy được bình thường nha. Bây giờ mình tiến hành mình lắp lên xe cho anh em xem luôn. Nói chung mà năm nay là năm 2021 sẽ là năm thiên về sáng tạo của Tú sẽ cố gắng, Tú nghiên cứu những cái gì nó độc lạ mới mẻ mà mình chưa từng trải nghiệm, mình sẽ sáng tạo cho tất cả anh em xem. Cái chủ đề năm nay của mình là sáng tạo nha, khám phá nha. Thí dụ anh em nào mà có ý tưởng gì mà để nghiên cứu khám phá, anh em cứ bình luận bên dưới video á, rồi xong mình cảm thấy ok mình làm cho anh em xem luôn. Thì trước mắt giờ mình làm hơi bá đạo tí là mình chế vậy nè.
Thì tôi mới phát hiện ra được một cái điều rất là phi lý anh em. Thì cái này nó dặn ngược, cái này nó dặn ngược, cái này dặn xuôi, là hai cái muốn dặn là phải vậy nè. Đó, đẳng cấp thì chơi vô sang em yêu. Á đù, không có giờ đạp sao đạp ta, tháo giờ đạp bên kia gắn qua luôn. Đó, cái thằng sang mình để đây nha, vô sang cho nó ơi. Ok, anh gỡ nắp chai ra đi. Ôi xôi, hát chi vậy? Ok, quá đẳng cấp. Bình này để lâu quá không xài nè. Chưa. Vậy là xăng nó xuống cái bình rồi đó anh em. Có xăng rồi nha. Mà như bình nào cũng chảy xăng dư, cái bình bên này cũng chảy nè. Không sao đâu, bình này chết thôi, chảy lên bình này. Hứng lại, đổ vô cái chai. Gắn lọc gió vô. Ủa là cái cọng này bên này, cọng này bên này phải không? Ừ. Bô bì xì. Hả? Bì cháy. Cháy gì vậy? Bô bì xì. Bậy hết hồn rồi. Sao nó mất cái anti vậy ta? Chứ ga gì sao dám chạy? Thử đây. Hút ghê luôn á. Thôi ơi, thấy hút khủng khiếp rồi chứ. Khiếp thì dây ga nó dài quá nè. Mà hai bình nó nổ ghê ha. Ồ luôn ha. Má hai bình này mà có cái con của cây xăng đổ chạy mới nổi chứ. Yếu yếu chạy không nổi. Mới này hết. Trời. Hên cái này biết sao nó nổ á. Chứ nãy rồi mà nó không nổ rồi mới mắc cười à. Công tình đi mua đồ về chế mà nó không nổ mới mắc cười á. Thank you.
nó bốc đầu một cái chảy xăng vô người hết trơn. Trời ơi. Hai bình xăng con chạm được anh em ơi. Nó không biết sao. Nó không có đều được. Nó không đều ga, nó cứ lớn hoài vậy. Thêm cái ống này nó chịu không nổi không? Nó cứ ụt vô. Nó không có anti. Như anh em thấy nãy tôi chạy thử á, nó bốc đầu không à, ga bốc đầu không. Xong, kết thúc dự án. Nói chung là mình cũng có công mình nghiên cứu mà, đúng không anh em? Tưởng không nổ máy, nổ máy là thành công rồi. Hồi nãy tưởng không nổ máy mới thất bại, bây giờ nổ máy rồi là mình thành công rồi. Rồi giờ chắc là tôi sẽ kết thúc cái clip này tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả anh em dành thời gian báo xem clip này nha. Anh em thích video này cho xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ video ủng hộ Tú nha anh em. Cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại ở những cái dự án tiếp theo. Chế này chế và đẩy bộ vô.